Hello, xin chào tất cả các anh chị. 500 triệu thì đầu tư được gì trong 2024? Còn một cái câu hỏi của một bạn là em có 500 triệu, em không biết đầu tư cái gì và gửi ngân hàng thì lãi suất nó thấp quá. Vậy thì chúng ta chọn cái kênh đầu tư nào, loại nào để đầu tư làm được cái gì trong 2024 này? Có đôi lúc có nhiều tiền chúng ta không chả biết làm gì, nhưng có ít tiền vừa tiền cũng chưa chắc đã phải đầu tư điều hiệu quả. Vậy thì làm gì tốt nhất trong 2024 này? Và trước khi mình muốn chia sẻ việc đấy thì mình chia sẻ một điều rằng trước đây chúng ta tại sao có khi việc làm ở nước ngoài thì chúng ta có thể là làm 12 tháng đến 1 năm đến 2 năm ở Hàn Quốc hoặc một số nước khác thì chúng ta có thể mua ngay được 1 kg đất ở quê. Đó đấy, bản thân Đình cũng vậy. 15 năm trước bản thân Đình ở nước ngoài thì làm lương tháng 30 triệu thôi anh chị, 15 triệu, 10 triệu thôi. Nhưng mà làm khoảng 2 năm, chưa đến 2 năm thì Đình đã mua được 1 kg đất, thậm chí là 2 đến 3 tháng là mình mua được 1 lô đất. Vì lúc đó một lô đất Đình mua là 40 triệu, có những cái lô đất là Đình mua chỉ có 200 triệu, 300 triệu. Nhưng với thời điểm này, tại sao nhiều cái lô đất ở quê 4 đến 500 triệu không mua nổi? Đó là cầm 500 triệu bây giờ cũng không hề dễ dàng gì để mua được những cái lô đất tiềm năng đó anh chị. Nói mua cho có một cái bất động sản, có một cái lô đất 5 năm, 10 năm nó không tăng giá thì những cái lô đất đấy ta không được tính được gọi là đầu tư nữa. Mà đấy để chỉ gọi là mua cho có đất thì Đình không nói ở cái khía cạnh ở đây, mà chúng ta phải nói làm sao khi trong cái việc khía cạnh đầu tư thì tối thiểu nhất cũng phải được lãi suất hơn cái lãi suất của ngân hàng, tối thiểu nhất cũng phải hơn được cái lãi suất của lạm phát, tối thiểu nhất thì chúng ta cũng phải có đấu đẩy, phải gọi là thanh khoản. Bởi vì có nhiều cái lô đất Đình chia sẻ với anh chị trong thời điểm hiện nay, nếu mua không cẩn thận thì 5 năm sau vẫn nằm một cái giá đó. Đó là một cái chú ý nhất trong thời điểm này. Tại sao trong cái thời điểm vừa rồi có nhiều trung tâm như thành phố Hồ Chí Minh, như là quận 1, quận 2 hoặc quận 10, quận 7, quận 8, tại sao trung tâm thành phố Hà Nội lại có nhiều cái tài sản trong thời điểm dịch nó không hề tăng giá, và sau thời điểm dịch nó cũng không hề tăng giá, cho đến thời điểm hiện nay nó còn tụt. Nhưng ở nhiều khu ven thành phố hoặc ở nhiều tỉnh lẻ, đặc biệt là khu vực nông thôn, thì qua cái thời điểm dịch là tăng giá một cách kinh khủng. Là bởi vì sao? Đó là một trong những cái nó đã dài, đã tăng quá với cái nhu cầu thực. Vậy thì tại sao bây giờ mình không đặt một câu hỏi, nếu như trong một cái thời điểm mà tăng đến x10, x20, thậm chí x100 lần như vậy, thì nếu bao nhiêu lâu thì quay lại một cái giá đỉnh như bây giờ, bao nhiêu lâu lại quay lại được cái điều đó? Đó là cái lý do mà khoảng 15 năm trước, 10 năm trước Đình có thể làm một năm ở nước ngoài mua được đâu đấy 1-2 lô đất ở quê. Nhưng với hiện nay thì đâu đấy phải tầm 1 tỷ, 1 tỷ rưỡi, 800 triệu. Thì những cái nước mà nó thực sự có đồng lương cao thì phải gần hơn một năm mới mua được. Nhưng có nhiều nữa phải 3 đến 4 năm mới mua được cái lô đất. Liệu 3-4 năm sau cái lô đất đấy có còn để cho chúng ta cái giá đó để mua hay không, lại là một cái khía cạnh khác. Đó. Vậy thì hôm nay Đình chia sẻ với anh chị rằng 500 triệu thì có thể hai cách để mình làm tăng được tài sản một cách có vẻ gọi là tương đối tốt. Đó là cái cách đầu tiên, có lẽ là nên trích một ít tiền đâu đấy khoảng tầm 3-40 triệu đi học phát triển bản thân theo những cái ngành nghề mà mình mong muốn, hoặc theo những cái tầm nhìn, cái góc nhìn, cái đam mê của mình, nếu mình muốn trở thành một trong những người mà mình muốn trở thành trong cái lĩnh vực gì đó. Nói có tiếng cái thế Đình sẽ quay lại câu chuyện là nếu 500 triệu thì mình làm sao để hiệu quả. Cái thứ nhất, có lẽ theo bản thân Đình, đến ngày hôm nay Đình có ngày hôm nay ở một cái khía cạnh, lúc đầu cái góc nhìn, cái tầm nhìn của mình nó ở một cái góc rất là nhỏ anh chị. Nhưng đến khi chúng ta mà học thì chúng ta sẽ mở cái tầm nhìn ra, và trong cái tầm nhìn đó thì cái điều đầu tiên là mình sẽ nhìn được thấy những cái cơ hội trong cái việc đầu tư, cái rủi ro trong cái việc đầu tư, và cái gì mình nên tránh. Đó là khi mình học thì mình chắc chắn một điều là không ra tiền ngay, nhưng mà mình sẽ có cái góc nhìn với cái lăng kính của mình, thì mình sẽ không phản xét mà mình sẽ biết là thời điểm này ta nên làm cái gì cho nó phù hợp, thời điểm này thì mình sẽ làm được cái gì nó tốt hơn. Giống như 2024 này thì có một cái câu hỏi tốt nhất, có lẽ là nhiều anh chị nói 500 triệu đầu tư vàng, 500 triệu đầu tư chứng khoán, 500 triệu đầu tư bất động sản. Với khía cạnh của Đình thì chưa chắc.
Nếu như chúng ta không giỏi về một cái lĩnh vực nào đó thì đầu tư theo kiểu là một cái ai đó, một cái lời khuyên vu vơ mà mình không có một tí kiến thức nào, thì chắc chắn một điều có lẽ là mất tiền. Cái thứ hai là trong đầu tư là mình phải quản trị được cái rủi ro, trong đầu tư là mình phải có kế hoạch trong cái việc làm sao để mình quản trị được cái tài sản đó, hoặc làm sao để mình mục tiêu của mình là mong muốn cái gì trên cái kèo đầu tư đó, thì đó có lẽ mới là cái đầu tư bền vững. Có nói là cái này tốt, cái này được và chúng ta đi theo đó, thì chắc chắn một điều rằng ở thời điểm này có thể nó phù hợp, nhưng đến một cái nấc nào đấy rồi thì chúng ta cũng sẽ mất tiền anh chị. Nó mất tiền vì do mình phát triển nó chậm hơn cái tài sản mình tăng, thì lúc đấy mình sẽ mất tiền. Bản thân Đình cũng vậy, trước đấy Đình đã từng tự hào là mình tốt lắm, đầu tư tuyệt vời lắm, nhưng mà sau mình nhận biết rằng vì mình không biết là mình mất cái mình mất, mà mình chỉ nhìn thấy những cái mình được là ở trong một cái vòng luẩn quẩn. Nên sau khi Đình đi học phát triển bản thân, học nhiều và sau đấy mình đã thay đổi hoàn toàn về góc nhìn, cái sự lắng nghe, cái sự ghi nhận và cái sự phát triển nó sẽ tốt hơn. Có bạn thấy cuộc bạn bảo rằng là anh có phải luật sư không ạ? Đình có thể Đình sẽ kết nối cho bạn rất nhiều luật sư trong lĩnh vực đất đai, và bản thân Đình cũng đang học về nhiều cái khía cạnh. Đình chỉ chia sẻ trong cái việc đầu tư và có thể một ít về pháp lý, còn Đình không phải là luật sư, nhưng Đình sẽ kết nối được rất nhiều luật sư giỏi cho bạn. Nếu bạn có nhu cầu hỏi về luật đất đai thì Đình có thể kết nối cho bạn. Và cái quay lại cái câu chuyện 500 triệu để làm sao, thì Đình chia sẻ rằng đó là đầu tư vào cái bản thân mình anh chị. Đầu tư vào bản thân mình một ít, còn một ít nữa thì với cái lời khuyên đấy là nếu mình giỏi về cái gì thì mình đầu tư cái đấy, còn nếu không giỏi thì mình nên tìm cho mình một cái lô đất gần nhà, hoặc mình tìm cho ai trong tin tưởng giỏi trong cái lĩnh vực, có thể là bất động sản, có thể là vàng, có thể là chứng khoán. Bạn phải tìm cho mình một người giỏi trong cái lĩnh vực bạn muốn đầu tư, sau đấy bạn đầu tư thì có lẽ nó sẽ tốt hơn, nhưng phải có cái kế hoạch là đầu tư dài hạn. Cái thứ hai đó là nếu bạn đầu tư thì bạn phải biết được rằng cái việc đầu tư đó là phải trong một cái khoảng ít nhất là 2 đến 3 năm. Còn nói rằng là 6 đến 7 tháng xong đấy bạn lại cần tiền, bạn lại rút, bạn lại nghĩ rằng là ồ bây giờ lãi suất nó tăng lên rồi, trong thời điểm này lãi suất thấp thì em đầu tư, sau em rút là nó không được đâu anh chị. Vì bây giờ không còn cái việc đầu tư ngắn hạn để ăn ngay nữa đâu. Vậy thì cần phải làm gì? Đó là hai cách. Một, nếu mình có dòng tiền tốt, mình ở nước ngoài trong 500 triệu mà mình thu nhập tháng đâu đấy 3 đến 50 triệu, mình nói 30 triệu đến 50 triệu, mình nói rằng là để chờ cho đến 1 tỷ để mình mới đầu tư, thì cái đó có vẻ nó không phù hợp. Bởi vì khi chúng ta chờ cái đất đó thì chắc chắn một điều rằng, một đó là chúng ta sẽ bị mất tiền. Chúng ta mất tiền ngay trong cái việc là mất cơ hội trong cái thời điểm bất động sản tốt. Cái thứ hai, thời điểm này nhiều người chưa dám đầu tư, thì mình sẽ là người vào đầu tư. Và mình đầu tư thì mình có thể dùng đòn bẩy, mình chỉ có 500 triệu. Nhưng nếu thu nhập một tháng 30 triệu, mình có thể dùng đòn bẩy thêm 5 đến 700 triệu. Và sau thời gian 2 đến 3 năm thì cái lô đất 1 tỷ 2 đến 1 tỷ rưỡi đấy có thể lên 3 tỷ. Như vậy mình chỉ bỏ 500 triệu mà sau 3 năm lên 3 tỷ, mình trả ngay cái việc 6-700 triệu mà mình vay đấy với cái lãi trong 3 năm đó, thì đâu đấy gần 1 tỷ. Thì mình vẫn lời ra ít nhất là x3. Đó là một cái cách để mình đầu tư. Nhưng đòi hỏi mình phải có một trong những cái cực kỳ quan trọng, đó là phải định giá được cái tài sản đó. Cái thứ hai là cái tài sản đó mình phải quản trị được. Cái thứ ba là một trong những cái điều quan trọng nhất, đó là tăng được cái giá trị bất động sản trong thời điểm này, như là có thể kinh doanh một cái gì trên cái tài sản đó, hoặc có dòng tiền thì càng tốt. Bởi vì một trong những cái mà luôn luôn tồn tại được bền vững nhất, thì bạn phải có được cái dòng tiền tốt, bạn phải có được dòng tiền trên cái tài sản bạn đầu tư đó thì mới chủ động được, mới thanh khoản tốt được. Còn nếu rằng bây giờ em thích rẻ, em thích rồng mà đi vào những cái khu mà chỉ toàn cà phê, cao su, thậm chí là chưa có đường điện, chưa có cái hạ tầng gì, thì cái đó có lẽ là một trong những cái đầu tư rủi ro nhất hiện nay, một trong những cái đầu tư mà dễ mất tiền nhất hiện nay. Đó là chính những cái là mình không hiểu được cái tài sản đó, không tăng được cái giá trị trên đó, thì là một trong những cực kỳ rủi ro. Cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta một trong những cái điều đó.